Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái em này là em chim ưng Bessa. Chim này chim mái anh em nha. Chim này chim mái, nó khá là to. Thì trước đây mình trên kênh mình thì cũng có một số clip mình đi săn sẻ bằng chim ưng Bessa rồi, nhưng mà chim nó chim trống anh em. Nó có 90 gram, em này được 2 lần 2. Đây, còn kia. Đây. Đây là chim trống anh em, ưng Bessa nha anh em. Ưng Bessa, ưng Bessa là nó hết á. Thì bây giờ con này là con bổi nha anh em. Con này là chim bổi mới về chiều hôm qua. Thì hiện tại là nó đứng gan nó nhảy dữ lắm luôn. Nên là thứ nhất là sẽ làm dây dép và quấn một đoạn này là băng keo cá nhân để nó nhảy đừng có bị tróc vẫy chân á. Hay đừng bị thương chân ha. Và cái thứ hai là mình sẽ đeo cho nó một cái hút. Hút này là hút số 3. Hút số 3. Về chung với em này còn một em nữa là em ưng spa, ưng spa đây. Ui. Đó, em này thì mình chưa tháo đuôi luôn nè. Tại vì chim về nó rất là dễ gãy đuôi anh em, gãy đuôi. Đây, em này thì mình tháo đuôi rồi, nhưng mà mình lại quấn cái một vòng keo. Đây, khi nào mà nó thuần, nó đứng găng, đứng cầu ok hết rồi mình mới tháo cái này nha anh em. Nó một bó vậy thì nó sẽ khó gãy hơn, khi nó xòe ra nó sẽ dễ gãy một hai cọng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hút ra tập nó đứng găng và mình sẽ cho ăn nha anh em. Đầu tiên mình sẽ tháo cái hút cho nó ra ha anh em. Và mình sẽ dùng thịt cút ha, thịt cút đông lạnh nhưng mà mình gã đông rồi, là mình cắt ra ha. Mình sẽ tập cho nó ăn và đứng găng. Khi mà nó đầu tiên mà anh em bắt nó đứng găng là nó sẽ không đứng, nó nhảy dữ lắm luôn nha. Bình tĩnh nha con. Nhảy. Nhảy là bình thường anh em, nhảy là bình thường. Giống như là người lạ gặp nhau mà xong sợ nhảy đúng không? Đó, kiên trì bỏ lên lại. Nhảy hồi cũng chán à. Ngày hôm qua mình cho nó đứng, qua chiều về cho nó đứng, cho nó ăn 3-4 miếng gì đó. Này, ăn con. Đói thì phải chảnh, chảnh thì chảnh, đói phải ăn thôi anh em, không cần cho nó ăn nhiều, nó còn nhảy là nó sẽ chưa chịu ăn đâu. Hên xui nó đói là nó ăn 1-2 miếng, 3 miếng, 4 miếng gì đó, nhưng mà miễn có ăn là được, sợ nó không ăn thôi, chứ mà nó ăn thì chỉ cần 1-2 miếng thôi nó đã, con chim nó không sao rồi, mà nó ăn quen rồi, có miếng đầu sẽ có miếng hai. Mà nó ăn quen rồi thì dần dần ngày thứ hai, thứ ba là nó sẽ ăn nhiều. Không phải sợ. Ăn đâu. Mặt bằng khè rồi. Bạn ơi. Con này nó cũng đang, nói chung cũng đang non. Tại bọn này mà nó qua mùa 2, mùa 3 là lông nó bắt đầu nó xám dần lên em. Nó xám dần, xám dần. Đến là nó xám như xám tro luôn á. Nhớ quấn cái đuôi lại nha. Nghe mà chưa mới về á, đừng vội tháo đuôi làm gì hết á. Tháo đuôi nó nhanh đấy thôi, cắt miếng hơi to, kiếm miếng nhỏ nhỏ cho nó ăn. Đây miếng này thịt quá ngon luôn mà không ăn này con. Anh em cứ kiên trì cho nó lên á, được 1-2 hôm nó quen rồi á, nó tự nó nhảy, nó té, nó tự nó lên lại luôn. Anh em không cần đem nó lên nữa, cầm vô cái ức của nó ha, nhớ cái dây làm ngắn ngắn thôi nha. Móng của bọn này kinh lắm, như móc câu luôn á, như cái móc câu luôn á. Xích thì những con này anh em nhớ xích là xích cái đoạn nào, một là đeo hút cho nó khỏi nhảy, hai á là anh em phải có cái cỏ nhân tạo hay là cái bìa cắt tông gì lót dưới nha, không là nó cào xuống nền nó mòn hết mấy cái móng này đó, cào xuống nền xi á. Mà mấy con này là vũ khí quan trọng, nó là móng mà anh em để nó mòn hết là dở nha anh em. Ăn miếng nào, ăn miếng nào. Lì ha. Bắt đầu nó bình tĩnh hơn rồi nè. Chưa đói thôi, chứ đói thì mổ nhanh. Chủ yếu là sáng mình sẽ lấy ra mình cho nó ăn được vài miếng là nó quen ha. Bắt đầu chiều sẽ cho ăn vài miếng. Qua ngày thứ hai, thứ ba là tự nhiên đói là thấy mồi là. Rồi. Ngày đầu về thì vậy thôi. Nhưng mà con chim nó một khi nó đã chịu ăn là nó sẽ chịu đứng. Ăn nào, miếng đầu tiên nào. Có miếng đầu sẽ có miếng hai. Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi. Sao lại vậy? Thịt tươi mà. Đúng. Rồi, ok, miếng đầu tiên nha anh em. Cắt mồi hơi to nên nó khó. Lấy cái cánh cho em.
chưa đói thôi, con này nó mập lắm luôn á, hai lần hai mập lắm luôn á. Còn là miếng to không mà ta, không cắt to dữ ta. Hôm qua mình cắt cái này cho ăn ấn nè, xong rồi nó ăn hết mình bỏ tủ lạnh đây, miếng này vừa. Đó, có miếng đầu tiên là sẽ có miếng thứ hai, em thấy không? Ok, nó sẽ dần dần nó sẽ quen với mình. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Những xương hơi nhỏ, nuốt nổi không? Được không? Nuốt được nó tự bung ra nè. Này để cho ấn nha. Ui, bình tĩnh nào. Cẩn thận nó mổ đó nha anh em. À, anh em lúc mà đưa lên á thì đưa chậm, mà anh em căng cái dây chân nó ra nha, chứ đừng có làm trùng trùng cái dây chân nha. Có con hả, nó nhảy mà nó nhảy mấy chục phát luôn, đưa lên con này nhảy vậy là ít. Bọn này người ta hay gọi là bọn Bessa này, người ta hay gọi là chó điên anh em. Bessa này nè, nó có thể tấn công một số con to hơn nó đó. Ví dụ như là như con này bắt bìm bịp thoải mái luôn anh em, nhỏ hơn người ta có, nó có thể tấn công một con ấn bình thường anh em ạ. À, hai ông mà ngồi gần nhau mà ông cầm Bessa nhé, ông cầm con ấn mà con Bessa lao qua vồ ấn không biết sống chết là gì đâu. Rồi nuốt, ok, tí mình sẽ lấy kéo mình cắt nhỏ ra mình cầm bắt con spa. Đấy, con này thịt không là nuốt được này. Rồi, ok, nuốt. Chịu ăn là ok rồi. Này, hơi to nha. Đấy, nó đang dồn mình. Hơi to. Nuốt đi con. Đó, vậy vẫn nuốt được. Nó chưa quen á, nó quen là nó ăn không được là tự nó bỏ xuống dưới chân nó cắp anh em. Nó mà ví dụ to quá mà nó ăn nó nhắm nó không được á là nó sẽ tự bỏ xuống chân để đè lại. Thì xé nhỏ ra. Vẫn chưa quen ngày đầu tiên mà. Vô. Vô. Dẹp là mệt rồi nha bạn. Mình dẹp là bạn đói nha. Diều nó nhỏ thôi. Mới nuốt được mấy cái mà nó đã u nhiều rồi. Ấy, tự lên lại nè anh em. Tự lên lại nè anh em. Đấy. Hất lên lại anh em. Lúc nãy là tự lên không cần hất luôn nha. Cứ như vậy á là nhiều khi mà mình ngồi mình tiếp khách hay là mình nghe điện thoại hay gì á là mình vẫn cầm được. Tại vì nó có nhảy nó cũng sẽ tự lên được thì mình sẽ rất là nhanh thường anh em ạ. À, chịu cầm nó tí là rất là nhanh thường. Còn nếu mà anh em nào không có thời gian á thì nếu ban đêm con chim bổi về á, mình theo kinh nghiệm mình là thức đêm với nó, thức từ 9 giờ đến 11, 12 giờ à, cầm con chim hay là nằm võng hay là làm cái gì đó. Nói chung là cái công việc mà sử dụng hai tay thì mình thôi, chứ công việc mà giống nghe điện thoại hay là chốt đơn hàng hay là gì đó thì cầm thoải mái luôn em, tại điện thoại mình thao tác một tay thôi. Rồi, ok bạn ha. Vậy thì giờ mình sẽ không cho bạn ăn nữa. Mình sẽ chuyển qua cầm con Bessa. Mình sẽ cắt mồi này nhỏ ra để cầm Bessa. À quên, mình cầm con spa lộn. Rồi, em cũng xin chào tất cả các anh em ở đây ha. Thì anh em nào mà bắt đầu thường chim bổi hay là bắt được chim ở ngoài rừng về hay là mua được con chim của người dân người ta bẫy được thì cứ áp dụng theo nha. Hay là em quay thực tế luôn á nha. Ok, em chào tất cả anh em nha.